xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 361 chuyên gia người nước ngoài cách ly y tế tập trung tại tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành thời gian cách ly. Được biết, ngày 1 tháng 3 năm 2021, 361 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc được đưa đi cách ly tập trung tại các khách sạn Anh Phát 2 và Anh Phát 3, đóng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. FLC Grand Hotel Sầm Sơn đóng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian cách ly 14 ngày, các chuyên gia đã thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong khu cách ly, được theo dõi sức khỏe chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Sau khi cách ly đầy đủ thời gian quy định và có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus SARS-CoV-2, các chuyên gia đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, trở về nơi làm việc. Đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 179 trường hợp đang được cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Trung Thành, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã xử lý trường hợp vi phạm quy định về sử dụng đất tại thôn Yên Dân, ngay dưới chân núi Nưa, phía trước di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Bà Triệu. Trước đó, mặc dù chưa được bàn giao đất, nhưng trụ trì tịnh xá Linh Sơn, ở thôn Yên Dân, xã Trung Thành, huyện Đông Cống đã tổ chức săn lấp mặt bằng trên diện tích khoảng 2 ha. Việc săn lấp đất được tiến hành trên quy mô lớn, có sự hỗ trợ của máy móc phương tiện và diễn ra trong nhiều ngày, nhưng chỉ đến khi nhân dân và cán bộ thôn Yên Dân phản ánh, chính quyền xã mới cử cán bộ xuống lập biên bản xử lý vi phạm. Được biết, năm 2014, sau khi đền Bài Triệu được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống đã lập tờ trình xin chủ trương cho lập quy hoạch tổng thể và thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình di tích để làm cơ sở đầu tư tôn tạo. Tuy nhiên, đến nay quy hoạch vẫn chưa được lập, gây khó khăn trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích, nhất là khi các hạng mục công trình của di tích đã xuống cấp. Và phòng văn hóa cũng đã tham mưu trình uh, sở văn hóa uh, để có kế hoạch trùng tu tôn tạo và dự kiến uh, được trùng tu tôn tạo vào năm 2022 để đảm bảo một là giữ nguyên trạng di tích, hai là bảo tồn và để phát huy những cái giá trị văn hóa của lịch sử truyền thống cha ông. Lễ hội bà triệu tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt đền bà triệu huyện hậu lộc được lựa chọn là một trong ba lễ hội tiêu biểu cấp tỉnh để đầu tư phát triển trở thành sản phẩm du lịch độc lập, điểm đến du lịch hoàn chỉnh có tính liên vùng mang tầm quốc gia. Trong đó, Di tích đền Bà Triệu ở thôn Yên Dân, xã Trung Thành, huyện Nông Cống được xác định là một trong những điểm đến kết nối với di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, huyện Hậu Lộc. Chính vì vậy, tăng cường quản lý nhà nước đối với di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh đền Bà Triệu ở thôn Yên Dân, xã Trung Thành, huyện Nông Cống là hết sức cần thiết. Trong đó phải ưu tiên cho công tác lập quy hoạch, trùng tu tôn tạo, góp phần phát huy giá trị di tích, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ ngôi nhà thu gom rác thải trong các liên đội trường học do Ban thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa phát động. Đến nay, không chỉ phát huy tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa trong học sinh. Sau hơn một năm phát động, đến nay toàn tỉnh đã có 465 trong số 1.292 liên đội trường học triển khai mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ, ngôi nhà thu gom phế liệu. Trong đó, Ban thường vụ tỉnh đoàn hỗ trợ cho 100 ngôi nhà, Số tiền sau khi bán phế liệu do các liên đội trường học thu gom phân loại sẽ là nguồn quỹ để thực hiện các công trình măng non, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về thu gom phân loại rác thải để bảo vệ môi trường, tránh lãng phí tài nguyên từ rác. Ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, yêu cầu 100% các cái đơn vị sẽ phải xây dựng cái mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ và chúng tôi sẽ đưa vào cái chỉ tiêu đánh giá hoạt động trong công tác đội của khối trường học cũng như là công tác đoàn của các huyện thị thành đoàn. Mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ, ngôi nhà thu gom phế liệu tới các liên đội trường học đã góp phần đa dạng hóa hình thức nâng cao hiệu quả phòng trào đoàn đội trong các nhà trường. Mô hình còn góp phần giáo dục và hình thành ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Do ở cuối nguồn nên kênh B22 phục vụ tưới tiêu nông nghiệp đoạn qua xã Quảng Văn huyện Quảng Sương tràn ngập rác thải, xác động vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều đáng nói là nước từ con kênh này là nguồn duy nhất mà nhà máy nước An Bình sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt cho nhân dân. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người dân lo lắng. Đây là hình ảnh trên kênh B22, đoạn qua thôn Sơn Trang, xã Quảng Văn, huyện Quảng Sương. Rác thải, xác động vật chết đang phân hủy đang bị ứ động trên kênh còn đây là cống lấy nước của nhà máy sản xuất nước sạch an bình xác chết động vật và xác thải ngập kín miệng cống dẫn nước vào nhà máy nguồn nước đây là trực tiếp là dẫn vào nhà máy nước sạch an bình luôn Đấy, cho khu vực quảng Sương sử dụng nên mà nó quá ô nhiễm Đấy, chúng tôi sử dụng nhưng mà chỉ có rửa rái chân tay với nói thật là hết nước ăn rồi cũng không dám ăn cái nguồn nước này vì nó quá là ô nhiễm Đấy, đến cá rô phi cũng không sống nổi Đấy, đang chết đang nằm ngay miệng cống luôn cũng mong là trên có phương pháp để giải quyết để hỗ trợ bà con nhân dân địa phương tránh được cái ô nhiễm với môi trường Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan để có biện pháp ngăn chặn tình trạng vứt rác thải ra kênh gây ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe của nhân dân. Bản tin 18h30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Sáng nay 16 tháng 3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách chở 20 người từ tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Nghệ An đâm vào đuôi xe đầu kéo đang đỗ bên đường do bị hỏng, làm ít nhất một người chết và gần 20 người bị thương. Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 1A. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an huyện Nghi Lộc và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản hành khách và điều tra làm rõ vụ tai nạn. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình thi công nhà xưởng của công ty Pho Bình Phước thuộc khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 15 tháng 3, một công nhân điều khiển xe cần cầu đang nâng móc cầu lên để thi công công trình nhà xưởng của công ty Pha Bình Phước thì đầu móc bất ngờ bị đứt cáp, khiến móc cầu nặng hàng trăm kg rơi thẳng xuống khu vực các công nhân khác đang thi công. Hậu quả khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ Công an đang mở rộng điều tra đường dây chuyên thuê ô tô mang sang Campuchia để bán do đối tượng Diệp Kiếm Lâm, sinh năm 1985, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Đến nay, cơ quan công an xác định băng nhóm này gây án tại nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Kiên Giang và nhiều tỉnh thành khác trên phạm vi cả nước. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi thuê xe ô tô tự lái mang qua Campuchia bán để chia nhau tiêu xài. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ được 14 vụ chiếm đoạt 14 xe ô tô ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền thiệt hại trên 11 tỷ đồng. Chiều ngày 15 tháng 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ liên tiếp 3 vụ vận chuyển thảo mộc khô nghi là ma túy của cùng một đối tượng trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lô hàng này là một trong nhiều kiện hàng gửi theo loại hình phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu quà tặng từ Lốt, Anclet, Mỹ, quá cảnh qua Narita, Nhật Bản về Việt Nam. Kết quả kiểm tra phát hiện trong cả ba lô hàng nêu trên đều chứa mẫu vật nghi là ma túy với tổng trọng lượng là 5,84 kg. Hiện cơ quan hải quan đã tạm giữ toàn bộ số tăng vật nêu trên và phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện một điểm sản xuất vũ khí thô sơ trái phép tại nhà riêng của Đinh Thiên Quân ở phường 2 thành phố Sa Đéc. Các loại vũ khí thô sơ quân chế tạo gồm dao, giáo mác, kiếm và các loại vũ khí gây sát thương khác. Quân khai nhận chế vũ khí để bán lại kiếm lời. Công an tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này. Từ đầu tháng 3, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã tăng dần và đến giữa tháng 3 đạt mức cao nhất. Trong khi đó, thượng nguồn sông Mê Công và khu vực Nam Bộ tiếp tục không mưa, ngày nắng mạnh khiến tình trạng khô hạn càng gay gắt. Bến Tre là tỉnh ven biển bị ảnh hưởng sớm nhất do hạn mặn. Vài năm trở lại đây, nhờ có các công trình ngăn mặn, chữ ngọt đi vào vận hành đã giúp bảo vệ hàng nghìn hecta đất sản xuất nông nghiệp. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ giữa tháng 3, độ mặn 4 phần nghìn có thể xâm nhập sâu nhất trên sông lớn của đồng bằng sông Cửu Long từ 50 đến 90 km. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất sinh hoạt có thể xảy ra ở bất kỳ địa phương nào do nguồn nước thượng nguồn đổ về ít. Mặc dù không gây gắt và cực đoan như năm 2019-2020, nhưng mùa hạn mặn năm nay vẫn rất phức tạp. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin được gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 3636. 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!